với hơn 6 vạn doanh nghiệp trong cả nước phá sản hoặc ngừng hoạt động trong năm 2013, tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp trong nước, trong đó có các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Và năm 2014 này tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế nói chung và đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với hơn 2.600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đóng mã số thuế hoặc ngừng hoạt động từ năm 2011 lại nay là một minh chứng cho những khó khăn mà các doanh nghiệp đã phải đối mặt. Tuy nhiên cũng đã có nhiều doanh nghiệp bằng những giải pháp đúng đắn đã tiếp tục đứng vững và phát triển. Đơn cử như công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Hồng Kông đóng trên địa bàn thành phố Vinh, chuyên sản xuất các loại cửa cuốn, cửa inox, cửa nhựa và cửa nhôm kính. Bằng việc cải tiến mẫu mã, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất, nên doanh thu của công ty vẫn tiếp tục tăng trưởng. Và những giải pháp này sẽ được công ty tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong năm 2014 này. Trong năm 2014 này thì doanh nghiệp chúng em sẽ có những cái giải pháp là thứ nhất là nâng cao cái chất lượng của sản phẩm, thứ hai là chúng em sẽ đầu tư các trang thiết bị để nâng cao cái sản phẩm lên để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng, thứ ba là chúng em sẽ đảm bảo được những cái điều mà khách hàng cần, với cả chúng em sẽ cung cấp những cái mặt hàng mà phát triển thêm những cái mặt hàng mới. Còn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyên Nghĩa đóng trên địa bàn thị trấn huyện Đô Lương, chuyên sản xuất các đồ gỗ cao cấp và dân dụng. Năm 2013, cũng như nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ khác, doanh nghiệp Nguyên Nghĩa gặp nhiều khó khăn, đó là nguyên liệu đầu vào không ổn định, giá cả lại liên tục tăng cao. Trong khi đó, hàng tiêu thụ lại chậm hơn các năm khác. Hiện nay, doanh nghiệp đang có nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn này nhằm tiếp tục phát triển và tạo việc làm ổn định cho người lao động. Công ty chúng tôi là có một số giải pháp là một là tăng cường là mua sắm thiết bị, máy móc và thu hút là công nhân có tay nghề, có tay nghề kỹ thuật cao và đồng thời là cải tiến màu mà, thay đổi màu mà mới để là thu hút là khách và người tiêu dùng được đảm ứng theo cái nguyện vọng của họ. Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay, số doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm phần lớn. Đây là những doanh nghiệp có nguồn vốn ít, sức cạnh tranh không cao, trong khi đó nền kinh tế năm 2014 theo dự báo vẫn chưa mấy sáng sủa. Điều này sẽ tác động rất lớn đến sự ổn định và phát triển của các doanh nghiệp này nếu như không có những bước đi và giải pháp đúng đắn. Đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi có 3 cái giải pháp. Cái thứ nhất là các cái doanh nghiệp, một là các doanh nghiệp phải từ coi như là tính toán rất cụ thể các cái cân đối của mình nên làm cái gì. Cái thứ hai là các doanh nghiệp phải hết sức tiết kiệm. Cái thứ ba là các doanh nghiệp phải liên doanh liên kết với nhau, hỗ trợ với nhau. Đối với nhà nước, với chính phủ là phải có cái cơ chế thật sát với các doanh nghiệp để mà hỗ trợ doanh nghiệp. Một tín hiệu đáng mừng là trong năm 2014, chính phủ sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ đặc biệt ưu tiên cho nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng trưởng. Cùng với sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, chúng ta có thể hy vọng rằng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng sẽ có những bước phi nước đại trong năm con ngựa này và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.